Nga Sơn là một huyện ven biển có tiềm năng phát triển nông nghiệp. Những năm gần đây, huyện Nga Sơn đã từng bước đẩy mạnh, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Liên kết, bao tiêu sản được xem như giải pháp căn cơ để phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Điểm sáng trong chuỗi liên kết là sự kết hợp hỗ trợ từ hợp tác xã, doanh nghiệp, nông dân trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, để thực hiện có hiệu quả giải pháp liên kết, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế, Hợp tác xã Nông nghiệp Nga Trường, huyện Nga Sơn đã tuyên truyền vận động các hộ nông dân thực hiện phát triển sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, hợp tác cùng công ty xuất nhập khẩu Đồng Giao để bao tiêu sản phẩm đầu ra và công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông để đưa sản phẩm phân bón chất lượng và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cho bà con trong sản xuất nông nghiệp, nhằm đảm bảo chất lượng rau sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật. Trong cái liên kết sản xuất cái rau cải vỗ xôi thuộc cái đơn hàng của Nhật Bản, mà do cái công ty xuất nhập khẩu Đồng Giao, tức là hợp đồng với nhân dân xã Nga Trường để sản xuất cái này, thì cái tiêu chuẩn của cái rau này thì đối với cái công ty xuất khẩu Đồng Giao có một cái dây chuyền chế biến, sau khi sản xuất cây rau này về thì qua cái chế biến của công ty Đồng Giao nó đạt cái tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt, trong đó nó có 248 loại hóa chất không được vượt ngưỡng. Đặc biệt đối với phân bón thì phải lựa chọn các cái phân bón có uy tín và đảm bảo được trong quá trình tổ chức sản xuất. Một là nó đảm bảo được cái năng suất cây trồng, hai nữa là đảm bảo cái chất lượng của cái sản phẩm cây rau. Nhờ xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng mẫu lớn, thu hút doanh nghiệp, tăng cường mối liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao mà những năm gần đây, nông dân rất hăng hái, yên tâm tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.